Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Đây, hôm nay dụng cụ du lịch giới thiệu cho mấy anh chị và các bạn một cái màu ống nhòm cầm tay một mắt. À, đó, đây túi hộp đầy đủ, à, dây đeo nắp đậy đầy đủ hết cho mấy anh chị và các bạn. Đây là cái mẫu Morgea 10x42. Đây nha mấy anh chị và các bạn. Đây Morgea 10x42 nha. Đó, thì cái mẫu này bên hông nó có chữ H nè mấy anh chị và các bạn. H này tức là high quality nè. Đây 10x42 nè mấy anh chị và các bạn. Đó. À, đó thì cái mẫu này mình dùng để đi du lịch, à, đi phượt hoặc là anh chị các bạn nào đi gọi là đi bẫy chim bẫy cu á, à, mình dùng để quan sát từ xa. À, mình không có ngồi gần được thì mình quan sát từ xa con mồi của mình. À, đây kính nè, kính xanh nha mấy anh chị các bạn ha. Đó ha. Anh chị các bạn nào muốn nhìn sát mắt thì mình xoay phần này ra, còn không muốn nhìn sát mắt thì mình xoay vô bình thường. Ha, à, đây xoay vô mấy anh chị các bạn. Đó. À. Mẫu này nhỏ gọn, dễ sử dụng. Đây mình chỉ cần chỉnh cái nút này thôi. Nút này là nút chỉnh nét nè mấy anh chị các bạn. Mình nhìn cự ly bao xa thì mình cứ chỉnh thôi. À. Đó. Đây. À, nhỏ gọn. À, đi du lịch là ngắm cảnh là bao phê luôn nha mấy anh chị các bạn. Ngoài mục đích là mình đưa lên mắt mình nhìn, mình có thể để vô điện thoại để quay phim chụp hình từ xa được luôn. Đó, túi hộp đầy đủ. À, đây bây giờ cho mấy anh chị các bạn coi một cái nha. Đây. Đây nha mấy anh chị các bạn. Đây. Đó mấy anh chị các bạn thấy không? Nét khủng khiếp luôn. Đó. À. Đây nha. Đây mấy anh chị các bạn. Đó, do cái tay mình nó hơi rung cho nên là quay hình ảnh nó bị lắc, anh chị các bạn thông cảm nha. Đó, anh chị các bạn nào thích cái mẫu ống nhòm một mắt Morgea 10x42 thì alo shop nha. 0817884482 cho mấy anh chị các bạn. Đó. Một mắt hai mắt bên shop có rất là nhiều, anh chị các bạn nào thích mẫu nào thì alo shop nha. Đây nhìn xa hơn cho mấy anh chị các bạn coi nè. Đó, nhìn qua tượng Phật Bà Hoàng Âm bên kia nha mấy anh chị các bạn. Đó, nét khủng khiếp luôn. Mẫu này mà hiện giờ đi ra ngoài biển á, hoặc đi leo núi á, mình quan sát quay phim kêu điện thoại quay phim là tuyệt vời luôn nha mấy anh chị các bạn. Đó, đây. Đó, lá cây thấy rõ luôn ha. À, đó. Nhìn bằng mắt thường mình thấy được con sâu trên cây luôn mấy anh chị các bạn. À, nếu như cây có sâu. À, khủng khiếp chưa. Đó, mẫu này thì thời gian trước trái hàng, à, bên shop hôm nay đã có hàng trở lại khoảng chừng chục cái. Anh chị các bạn nào có nhu cầu thì alo nha. Đây. Đó, số điện thoại đây. 0817884482 nha. Anh chị các bạn nào có nhu cầu thì alo nha. Đấy. Đó, full bộ của nó là mấy anh chị các bạn. Hộp rồi túi đeo rồi dây đeo, à, nắp đậy đầy đủ. Anh chị các bạn nào cần thì alo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị các bạn, chúc một ngày cuối tuần vui vẻ bên cạnh gia đình người thân nha.